Hello, xin chào, chúc các anh chị và các bạn xem video vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Trong video này tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn cách kê lược kiểu tóc chải chân phương á, đơn giản nha các bạn. Để cho dễ dàng cắt thì chúng ta làm ẩm tóc và chải kẹp cái máy lên cho gọn để dễ cắt cái phần sai các bạn. Ở đây tôi dùng cái lược nhựa ha, cây tông đó chúng ta đóng cái càng sát lên, tức là đóng cái lưỡi các bạn để càng sát lên ha. Chải lược vào tóc và gáy của sóng lược này các bạn, chạm da làm điểm tựa ha, nghiêng cái răng lược ra ngoài cách da đầu 35 độ và chúng ta đi tông lên ha. Đó các bạn nhìn thấy tôi đi tông từ dưới lên đó, cái sóng lược chạm da làm điểm tựa ha, răng lược phía trên chúng ta hở ra khỏi da đầu á, tức là 35 độ trên các bạn. Ở đây là cái kiểu tóc nền xanh đen kiềm chải vừa các bạn, không cao không thấp ha, đi từ viền tính từ phía trên bên tay lên khoảng 5cm nha. Chúng ta kê lược đi cái nền chính giữa cho nó liên kết với các bạn, cho nó đều màu ha, và bo viền trước cái mai và sau mai viền bình lỗ tai luôn nha các bạn. Ở cái phần vuốt lại cái viền của cái mai và cái viền bình lỗ tai này, chúng ta đẩy cái càng xuống ha, mở hết lưỡi luôn các bạn, để cho nó xanh đen ha, xanh mờ á, để không có sắc trắng luôn. Đây chúng ta vuốt cái cho nó liền vào nha các bạn. Cái lược nhựa này khi các bạn mua cây tông thì có cái lược này luôn nha các bạn. Đó cây tông đang cắt, cái đây là combo của nó luôn á. Đi sơ sơ lại cái nền ở chính giữa các bạn cho nó mượt luôn. Đây các bạn nhìn thấy mượt ha, không từng khớp nha. Ở phía sau bàn tay bên trái này ha, xác định chân tóc. Và chúng ta đi cái đường vòng cung đó các bạn, đó khoảng 5cm ha. Từ ở phía trước nó liên kết về phía sau luôn nha. Chải lược vào tóc, dùng cái gáy lược làm điểm tựa chạm da nha các bạn, nghiêng cái đầu răng lược ra ngoài cách cái da đầu đó 35 độ, và chúng ta đẩy một đường từ dưới lên ha, đi hình vòng cung á. Tiếp tục chúng ta đi lại cái nền ở đầu giữa bằng tiếp giáp cho nó liền lên trên đó. Các bạn nhìn thấy tôi đi một cái đường tông là ở trên không thấy cái tầng luôn á. Kê lược đi mượt lại ở cái đoạn giữa này các bạn cho nó đều màu ha, cho nó liên kết lên trên, nó lại lên á. Các bạn nhìn thấy cái nền phía trên không, nó không có cái tầng luôn á. Đây là lược chải từ dưới lên nha các bạn, răng lược thì chúng ta hướng ra ngoài ha. Rồi đây là lược từ trên xuống nha các bạn, sóng lược hướng ra ngoài ngược lại ha, chúng ta chỉ cắt cái tóc ở dưới cái đầu răng lược chạm da đó. Còn nếu mà lược từ dưới lên thì chúng ta cắt cái tóc ở sóng lược ha. Đây là cái cách tôi đi cái viền ở dưới các bạn, cho nó đều cho nó mượt á. Rồi chúng ta chấn cái viền ở cái phía sau bàn tay này luôn nha các bạn, cắt tới đâu thì làm sạch sẽ tới đó luôn, khỏi gắm công quay lại chỉnh sửa ha, vuốt lại cho sạch sẽ hoàn toàn hết. Ta nhìn thấy ở trên nó mượt ha, viền sắc nét. Ở cái form sau các bạn cũng xác định chân tóc ha, ở đây chúng ta đi lên khoảng cũng 5cm tới 6cm ha. Ở đây tôi đi khoảng 6cm các bạn, đó cũng chạy lược và tóc và dùng cái gáy của sóng lược làm điểm tựa ha, nghiêng lược ra ngoài cách da đầu, cái đầu răng cách da đầu 35 độ các bạn, đi thẳng hết hành trình tông luôn đó. Các bạn nhìn thấy tôi đẩy không? Như vậy thì các bạn nhìn lại ở cái đoạn đó không có cái tầng nha, đó nó ôm xuống hoàn toàn luôn. Kê lược đi lan tỏa về cái bàn tay bên phải luôn nha các bạn, để cho nó đều lên luôn hết ha. Kê lược đi lại cái nền ở cái đoạn giữa nè các bạn, cái nền đó cho nó liên mực vào ha, liên kết lên. Đây là cái cách chúng ta xử lý hai cái viền bên hông của cái phần gáy này các bạn. Đây là cái lỗi của các bạn, nhiều bạn mà mắc phải á, khi mà các bạn cắt xong cái kiểu chân phương này, hai bên gáy này nó vẫn còn hai cái vệt đen, và ở chính giữa cái sóng giữa nó cũng còn một cái vệt đen á. Thì đây là cách chúng ta đi cho nó liền màu luôn đó ha các bạn. Cái phần gáy này chấn luôn nha, ở đây cái gáy này tôi chấn ngang luôn. Và để xử lý cái chân viền ở dưới cái chân gáy này, đuôi gáy này các bạn, chúng ta đẩy cái càng này xuống hết ha. Đó nó, các bạn thấy nó đậm không, chúng ta vuốt lại khoảng 2mm ha, từ cái chỗ chúng ta chấn á, vuốt nhẹ lại lên thì các bạn thấy nó mờ dần luôn á. Ok ha. Rồi camera vào các bạn nhìn thấy không từng khớp nha, mượt nền. Ok ha. Phía sau bàn tay bên phải này cũng kê lược đi tương tự các bạn, cũng dùng lược chải vào tóc và nghiêng răng lược ra ngoài cách da đầu 35 độ và cũng đi cân xứng với cái phần sai bên trái này ha, tức là từ chân viền lên 5cm nha các bạn, để tránh hiệu ứng khi mà các bạn cắt xong cái đầu bên cao bên thấp nhìn nó méo. Tôi đi xong cái phần khung ở phía trên rồi đó, ở đây kê lược đi lại cái đoạn giữa cái nền cho nó tiếp giáp vào ha, cho nó mượt luôn.
xử lý cái chân viền này cho đều và ok luôn, rồi chúng ta chấn cái chân viền này luôn nha các bạn. Các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và cũng ủng hộ một like để có động lực ra nhiều video mới nha các anh chị và các bạn. Cái viền này phía sau bàn tay này chúng ta cũng chấn luôn ha. Và chúng ta đẩy cái càng đó xuống để vuốt lại cái cạnh viền đó các bạn, cho nó bám vào cho nó mờ dần ha. Ok nha. Ok lượt đi lại cái đòn giữa đó một lần nữa nha các bạn, đuổi những cái ngọn tóc phía trên lọt sọt á, cho nó bám vào cái cạnh đó luôn. Đó, camera gần vô các bạn nhìn thấy mượt không cần khớp ha, nền ở dưới ok. Ở phía trước bên tay này, phần sai bên phải này cũng kê lượt đó các bạn, dùng cái sóng lượt làm điểm tựa ha, nghiêng lượt ra ngoài, chúng ta đi một đường tông từ dưới lên khoảng 5 cm ha. Ở đây thì đi khung trước đi các bạn, chút nữa cái nền ở dưới chân viền chúng ta xử lý sau là ok. Đó, các bạn nhìn thấy cái viền đó nó mượt rồi đó ha. Đây kê lượt đi lại cái nền ở đoạn giữa nè, chúng ta xử lý lại cho nó liền, nó liên kết lên luôn á. Thì lượt chảy vào lúc nào các bạn cũng hướng cái đầu răng lượt ra ngoài ha, tùy theo cái góc độ chúng ta điều chỉnh cái cho nó linh hoạt để cho nó phù hợp ha. Đó thì chúng ta đi lại cái viền ở cái phần trước mai và cái viền phía trên bàn tay và viền ở dưới chân mai nè các bạn. Đó, bằng cách lượt trên xuống và cắt tóc ở dưới chân lượt ha các bạn. Đó, chạm da chúng ta cắt cái phần đó đó. Ở trên sóng này các bạn đừng cắt nha, cắt nó sẽ bị lỗi, nó phạm nang lên luôn nè các bạn, khó sửa lắm. Đó, lượt ở dưới lên thì các bạn cắt tóc ở sóng lượt ha, ở chân lượt á. Trên xuống thì đầu răng lượt. Thì nó nguyên lý nó có là như vậy, nó nghịch nhau. Rồi bo viền cái viền bình lỗ tai này và cái viền trước và sau mai luôn nha các bạn. Ok ha. Rồi cái phần ở chân viền này của cái mai và hai bên này nó còn dày đen đó các bạn, chúng ta đẩy cái càng của cái lưỡi tông xuống hết luôn nha. Và chúng ta vuốt lại cho nó mờ dần. Ok ha. Đó các bạn nhìn thấy nền mượt. Rồi đây là cắt máy các bạn. Ở đây tôi cắt máy bằng kéo các bạn. Máy này thì chấm chân mày ha. Chúng ta bấm kiểu kéo mũi xéo đứng ha. Hiệu hình cho nó hiệu ứng xích sắt nha các bạn. Đó, tức là để cái ngọn tóc khi mà chúng ta cắt rồi nó ở dưới nó có cái độ so le ha, nó không phải ngang như chúng ta chấm bằng kéo thẳng xuống. Tiếp theo thì chúng ta kẹp tóc sau phần đỉnh nha. Đó, kẹp tóc vào tay và kéo thẳng góc vuông góc với da đầu và hai ngón tay kẹp tóc đó nó song song với nền da đầu ở dưới các bạn. Chúng ta cắt những cái ngọn tóc dài đó các bạn ha, cái ngọn nào ngắn nó vừa chạm cái ngón tay chúng ta dừng lại chỗ đó, chúng ta cắt cái phần dài phía trên. Đó, đây là xoay dọc ha. Thì các bạn xoay dọc thì có thể xoay ngang lại, ở đây tôi cắt quen thì tôi xoay dọc và tôi xoay xéo luôn. Đó, thì chúng ta kéo lên như vậy thì các bạn nhìn thấy cái ngọn tóc mà nó dài nhất á thì các bạn cắt ha. Đó, cái ngọn nào mà nó ngắn nhất nó vừa chạm cái kẽ tay của chúng ta dừng lại tại đó. Cái ngọn đó không cắt ha, giữ lại làm chuẩn. Rồi cũng lan tỏa về bên hông của cái phần sai này ha các bạn, đó, cho nó bám vào cái cạnh đó luôn. Đó, những cái ngọn tóc dài chúng ta bấm hết. Đây là cái sai bên trái các bạn. Đó, tôi chải về các bạn nhìn thấy cái độ phủ của cái máy nó dư không, chải từ trên đỉnh xuống đó. Chúng ta phải cắt cho nó bám vào cái cạnh mà chúng ta nãy tạo bằng cách kê lượt đó các bạn. Ở đây thì chúng ta kẹp tóc vào tay ha, kéo ra ngoài và chúng ta cắt từ dưới lên 90 độ hoặc dưới 90 độ nha các bạn. Ở đây thì tôi cắt có lúc 90 độ, có lúc dưới 90 độ ha, tùy theo cái chỗ. Đó, chúng ta cắt những cái ngọn tóc dài ha, kẹp cái tay vào tóc chúng ta kéo ra đó, vuông góc da đầu, cái ngọn tóc mà nó đụng cái đầu ngón tay chúng ta thì chúng ta giữ lại đó. Chúng ta cắt cái phần dài phía trên ha. Đó, tiếp tục kê lượt đi nhẹ lại những cái ngọn tóc của nó còn lọt sọt, các bạn cho bám với cạnh ha. Rồi so lần tỏ về phía trên luôn. Đó, các bạn nhìn thấy cái cạnh không, hồi nãy nó phủ rất nhiều ha, ở đây thì tôi so lại cái là các bạn nhìn thấy nó bám hết trơn. Mục đích chúng ta cắt như vậy là khi mà khách mà đi ngoài gió hoặc làm công việc gì đó các bạn, tóc mà từ bên máy bẫy nó đổ về bên đây nó không dư ha, nó vẫn đều nhau. Đó, các bạn nhìn thấy không, chứ nhiều khi tôi thấy nhiều anh chị đi ngoài đường có cái tóc mà nó đi bị ngược gió cái nó đổ về bên đây là nó phủ một đống luôn, nhìn nó có không đẹp lắm các bạn. Ok ha.
Rồi chúng ta cũng xịt nước làm ẩm da viền các bạn, cả viền luôn nha. Đây là cả viền. Viền thì chúng ta nãy đi trong trắng cũng tương đối sắc ha. Ở đây cạo lại sạch sẽ những cái tóc con phía dưới viền cho nó nét là ok nha các bạn. Cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem video trên kênh của Vô Ly. Xin chúc các anh chị và các bạn làm ăn phát tài, vạn sự như ý, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn và cũng như thành công trong công việc. Đây là cái nền tóc khô này các bạn, thô đó. Các bạn nhìn thấy nền nó hoàn toàn không bung chỉa ha, nó ôm xuống hết trơn luôn á. Để chút nữa tôi xịt nước, tôi chải máy cho khách hài lòng thì các bạn nói nó tè le tùm lum. Thực tế các bạn nhìn khô đi, đó nó ok rồi đó. Đây là cái size bên phải ha, cũng cạo viền luôn. Đó, tôi cạo cận cảnh luôn đó các bạn, nhìn thấy ha. Thì cạo mai thì phải cho nó mượt xuống nha các bạn. Nó thẳng hai bên dách xuống cho nó đều ha. Nó gồm gồm nhỏ xuống cái chân xíu. Cái viền bàn tay thì chúng ta cạo cho tròn trịa luôn ha, không dứt sắc, không răng cưa. Và cạo về phía sau gáy luôn. Đó, các bạn nhìn thấy cái tóc này, cái máy không tỉa nha các bạn. Ở trên là chúng ta so máy là ok ha. Thì các bạn thấy nó không ổn thì các bạn tỉa, nhưng ở đây tôi không tỉa. Phía sau gáy này trắng luôn, trắng cái phần gáy này chúng ta đã trắng bằng tông rồi đó. Ok, tôi cũng xịt nước rồi đó, chải lại cái tóc cho vào nếp tạm ổn để kết thúc luôn cái video nha các bạn. Đây là cái kiểu tóc chải bình dân ha, 73 đơn giản. Ok, chải vừa nha các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem hết video. Các anh chị và các bạn xem và cảm nhận giùm ha. Chúc các anh chị và các bạn cắt cho người thân tại nhà được thành công như ý ha. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.